khoa cúng thổ công ấy, là cúng các chư vị thần linh cai quản đất đất của mình, rồi mới đến khoa cúng gia tiên, rồi mới cúng gia tiên nha các bạn. Nhưng khi chúng ta mời ăn, mời cúng, mời hưởng lộc thì chúng ta cũng sẽ mời các vị thần linh trước khi mời gia tiên của chúng ta. Đấy là phong tục tập quán và ngôi thứ trong tâm linh các bạn. Nhiều lúc bạn không để ý là cứ đặt lên hương bàn thờ cắm xong là cứ cúng là con mời ông bà tổ tiên ngũ đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tứ ân tổng báo, hội đồng ông bánh, hội đồng bà cô bé tại gia, cô bé tại gia, cậu bé tại gia, cô bé đỏ về phù trì thượng hưởng lễ vật phù trì tím chủ. Như thế là đang thiếu, chúng ta phải khấn các vị chư vị thần linh trước đấy, thì chúng ta mới cúng gia tiên, bởi vì các vị thần linh đấy sẽ cai quản những linh hồn nào đấy được vào nhà mình hay không đấy. Nó giống như một cái ông quan cai quản công an khu vực ấy, có cho ai vào nhà mình hay không, thì cái việc mà cái ông thần linh cúng một bài bản ông ấy cúng ông trước là rất quan trọng nha các bạn. Xin chào mọi người nhé, mọi người cần gì thì cứ comment vào, các anh mà đọc thấy thì các anh sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Thế thì cúng vào ngày nào các bạn? Chúng ta nhớ là cứ sau 15 tháng 12, nghĩa là sau rằm tháng chạp, thì chúng ta đến ngày 23 ông công ông táo là chúng ta cúng tạ đất là hợp lý nhất, nghĩa là sau ngày rằm nhá, đúng không? Sau ngày rằm tháng chạp đến ngày 23 ông công ông táo là hợp lý nhất. Nhiều gia đình người ta kết hợp gộp cúng vừa tạ đất vừa cúng ông công ông táo để trầu trời, hai cái lễ đấy gộp lại với nhau thành một cũng được. Lý do là trong gia đình rất là bận rộn, không có người sắp lễ và phải lao động, phải đi làm việc và không thể tách riêng hai cái lễ ra được, thì người ta có thể làm cái việc đấy vào ngày cúng ông công ông táo. Mà ngày cúng ông công ông táo ấy tiễn về trời ấy, thì từ sau rằm đến ngày 23 là được. Hôm trước các anh nói rồi, không được sau 12 giờ trưa ngày 23 ông công ông táo là được nhá. Thế khi tốt nhất là phải hết hương trước 12 giờ, đốt tiền vàng quần áo cho ông trước 12 giờ trưa để ông lên thiên đình ông báo cáo cho chúng ta. Thì cái ngày mà cúng tạ đất tốt nhất là sau rằm đến ngày 23. Đấy là việc thứ nhất. Và cái việc thứ hai nữa là lễ vật để cúng cho ông như thế nào. Thế thì chúng ta nhớ là đây là một bộ các quan nhé. Cúng ông công ông táo là chỉ có 3 vị thôi, đúng không? Còn đây là một bộ các quan. Và các quan này á là chia thành 5 hướng. 5 hướng thì người ta có các quan cai quản ở các hướng khác nhau, đông tây nam bắc trung ương. Nên khi mà chúng ta cúng cái lễ này á thì thường là chúng ta phải có 6 bộ mã các bạn nhé. 6 bộ mã, lát này các bạn sẽ chia sẻ cái vấn đề đấy, tại sao lại 6 bộ mã. Và tiếp theo nữa thì cái lễ cúng này á là nó bắt nguồn từ rất lâu đời của tục của thờ cúng thần linh của ông bà tổ tiên của chúng ta rồi. Và ông bà tổ tiên của chúng ta có cúng thì để lại cái này cho con cháu và truyền đời lại thôi, chứ không có một cái sách vở nào có thể biết được chi tiết cụ thể cái lễ vật là cúng như thế nào được. Thì nó phụ thuộc vào cái bát hương trong gia đình chúng ta. Người nào mà thờ Phật, gia đình thờ Phật thì có sẽ có lễ Phật. Người nào thường là trong gia đình chúng ta ấy là có 3 cái bát hương, là bát hương thần linh tổ công đấy, bát hương hội đồng gia tiên và bát hương hội đồng bà cô ông mãnh. Đấy, nếu mà có 3 cái bát hương đấy, chúng ta không tính đến ban Phật hoặc là ban khác riêng nhá, thì chúng ta phải có cái lễ vật mà cúng tốt nhất là như sau. Thứ nhất là các bạn không thể để quên được, đấy là hương thơm. Các bạn nhớ nhá, hương thơm có nghĩa là nó phải có mùi thơm. Đấy, hương là nó thể hiện tâm nhang, mà cái tâm của mình đốt lên để cho chư vị thần linh cùng với hội đồng gia tiên âm hưởng. Vậy việc một hương nào rất quan trọng. Rất nhiều bạn có quan niệm rằng hương ấy, nó phải cuộn tàn như thế này nó mới lắm lộc, nhưng mà đối với mặt khoa học, về mặt sức khỏe thì các anh không thấy như thế. Chúng ta thấy là hương mà cuộn tàn là hương có hóa chất, mà hương có hóa chất thì đốt sẽ không tốt. Chúng ta biết rằng trong hương ấy có hai cái hóa chất là khủng khiếp nhất, người ta sợ nhất. Và khi mà đăng ký kiểm định hương ấy thì người ta sẽ kiểm định hai chỉ số. Chỉ số thứ nhất là chỉ số phốt pho, nghĩa là cái chất cháy ấy, nếu mà người ta cho phốt pho vào để dễ cháy, ẩm cũng cháy, thì chúng ta thấy là cái phốt pho cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Thế thì khi mà cái hương chuẩn là cái hương phải đi kiểm định, và thành phần phốt pho ở đấy là phải dưới mức cho phép, dưới mức cho phép gần như là không bằng không đấy, không có phốt pho. Thành phần thứ hai trong hương chính là lưu huỳnh, chữ S đấy. Lưu huỳnh là cũng là cái chất mà dễ cháy và dẫn cháy. Nếu mà chúng ta cho vào hương để nó dễ cháy, dễ tạo vòng, nó đốt được các tốc độ nhanh, thì cái đấy cũng là một chất vô cùng nguy hiểm, các bạn hiểu không ạ? Nên khi mà hương xịn, hương chuẩn là bao giờ cũng có một cái test, là một cái chứng nhận là không có lưu huỳnh là một, không có sulfuric là hai, nghĩa là cái chỉ số đấy nằm ở dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Thì phải có cái giấy đấy thì mới gọi là hương sạch nha các bạn. Và hương mà để cuốn vòng vòng như thế này, để mà nó vòng được thì phải có một cái thành phần rất là cứng để tạo nên nó.
thì các bạn biết là cái cây ấy, mà đốt ra thì nó không cứng được đấy, cái tre cái nứa mà đốt ra là nó lụi tàn luôn, thì đúng là cái cây thì nó sẽ đốt, nó sẽ lụi đi. Còn không thì người ta sẽ cho bột đá vào trong đấy để nó cuộn lại, hoặc là cho axit vào, axit sulfuric ấy, đấy, để cho nó là trong đấy có lưu huỳnh dễ cháy và nó cuộn lại, thì cái điều đấy là rất nguy hiểm nha các bạn. Nên là cái việc mà hương mà cuộn tàn với lắm lộc thì cái việc đấy là các anh thấy không đúng, không đúng đâu nha. Chúng ta chưa thấy lộc đâu mà chúng ta thấy ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta đến những người xung quanh là không nên rồi. Nên là chúng ta chớ có dại mà dùng cái hương cuộn tàn đấy. Đấy. Thêm nữa là hương ấy, người ta vì sản xuất công nghiệp, người ta có thể người ta sản xuất hàng loạt, và khi sản xuất hàng loạt ấy thì chắc chắn là có hóa chất bôi trơn để cho máy nó bắn ra hương này, rồi những hóa chất tạo mùi đấy, những tạo mùi nó không đúng khi nó đốt thì nó nguy hiểm đến sức khỏe này. Nên là chúng ta ưu tiên những cái hương mà thảo dược. Như là một thảo dược là gì, là 100% làm từ cây cối bình thường, không có bất cứ chất hóa chất gì để tạo nên nó, đấy là hương chuẩn nhất. Và đấy chính là tâm nhang dâng lên trước án. Đương nhiên hương thảo dược làm bằng tay sẽ đắt các bạn nhé, đắt hơn lương tẩm bằng làm bằng máy, nhưng mà đã đắt, nhưng mà nó chính là cái thành tâm nhất, là cái đáng kính nhất, cái mà mình dâng lên đầu tiên. Thì chúng ta đừng có tiếc tiền đầu tư những cái hương thảo dược mà có mùi thơm tuyệt vời nhé các bạn, chứ dùng cái hương rẻ rẻ mà thắp hương là chúng ta vừa ảnh hưởng sức khỏe mà lại còn bị thậm chí còn là bất kính nữa. Thế thứ hai là hoa quả tươi. Hoa quả tươi thì chúng ta tùy, nhưng mà chúng ta thường là chúng ta mua các lọ hoa, nếu gia đình có điều kiện thì có hai lọ hai bên thì nó cân đối nhất. Đấy, hoa thì có các màu khác nhau, màu hồng, màu đỏ, đấy, màu các màu, tốt nhất là đừng có làm màu trắng các bạn nhé. Màu trắng thì thường đấy, hoa màu trắng người ta chỉ dành cho cúng những người mà mất trẻ này, cúng ông bà tổ tiên ngày giỗ thôi. Đấy, chúng ta tránh màu trắng một chút, và hai lọ hoa đặt lên hai bàn thờ này. Rồi chúng ta người Việt chúng ta có sự thích trầu cau mà các bạn, nên là phải có lá trầu và quả cau, thì thường người ta sẽ có 3 lá trầu và 3 quả cau đấy. Và cái cau ấy thì càng dài nó càng có cái rốn ấy thì người ta gọi là càng đẹp, càng dài càng đẹp. Vậy là có 3 lá trầu 3 quả cau này. Rồi trái cây thì chúng ta có thể một đĩa, có thể hai đĩa đấy. Trái cây thì thường người ta ít nhất là 5 loại quả, người ta gọi là ngũ quả, tượng trưng cho ngũ hành nhá, 5 loại quả khác nhau, và tốt nhất là có các màu khác nhau nữa thì càng tuyệt đẹp. Rồi phải có xôi trắng đặt lên bàn thờ. Rồi phải có gì nữa các bạn, phải có đồ mặn, ví dụ như là gà luộc nguyên con bày lên một cái đĩa to. Và chúng ta nhớ là gà thì người ta thường dùng gà trống thiến hoặc là gà giò nhá, đấy, người ta không cúng gà mái đâu các bạn nhá, chúng ta nhớ đấy, gà trống thiến hoặc gà giò, người ta còn cuộn cánh thì rất là đẹp. Và khi mà thắp hương đặt gà lên bàn thờ là chúng ta không được quay đít con gà vào bát hương. Rất nhiều bạn là quay đít con gà bát hương, quay mặt con gà ra, không đúng đâu, chúng ta phải quay mặt con gà vào chầu bát hương nhá,